Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2021. Âm lịch là ngày bao nhiêu? 18 hả? 18 tháng Giêng. Mình bắt đầu học lại. Hôm nay là thứ ba mình bắt đầu học lại đó. Thì lần trước là mình đã học xong là 13 tâm sở biến hành, gồm 7 tâm sở, xin lỗi, 13 tâm sở từ tha, gồm 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh đã xong. Hôm nay mình sẽ vào học là 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ mọi người mình xem màn hình ha. Rồi, bây giờ đó mình đi vào cái phần 14 tâm sở bất thiện này. Đi tiếp cái từ đây chính đó, vẫn là Chetasika Mental States là tâm sở ha. Bây giờ bắt đầu qua cái bài này là bài kệ số 4. Thì nói về phần là Akusala. Akusala là bất thiện gồm có 14 tâm sở. Và đây là văn, đây là bản nguyên văn của tiếng Pali. Moho Ahirikang Anottapang Utthachang Lobho Ditthi Mano Doso Issa Macchariyang Kutkuchang Thinang Mithang Vichikicha Jati Chudasime Chetasika Akusala Nama. Thì đây là đoạn chánh văn bằng tiếng Pali. Và bây giờ mình đi vào tiếp theo là phần tiếng phần từ vựng. Mình có từ Ahirikang. Đây tất cả cái này đó là điều chia theo những cái danh từ mà được ở trong này, rất là chia theo chủ cách. Nguyên của nó trong từ điển là Ahirika, mà khi nó chia vào chủ cách của danh từ nam, danh từ trung tính đó, thì nó thêm chữ ung này, nó trở thành là Ahirikang. Thì chữ mình có từ Hiri, Hirika là tam, thì thêm chữ a về trước là vô tam. Ahirikang là vô tam, thì tiếng Anh đó, dịch là shamelessness. Shame là xấu hổ, listness là không có biết xấu hổ, và ness là thành danh từ. Vô tam tức là không có biết xấu hổ khi mình làm những cái việc tội lỗi, cho nên gọi là vô tam. Rồi anottapang, ottapang là quỷ, mà anottapang là vô quỷ. Vô quỷ, quỷ có nghĩa là sợ hãi, ghê sợ, cho nên tiếng Anh sẽ dịch là fearlessness. Fear là sợ, list là không hả? Fearlessness là không có sợ hãi, không có ghê sợ, không ghê sợ khi mà làm cái việc ác. Thường á, vô tam và vô quỷ là hai cái pháp mà khiến cho người ta cái việc ác gì cũng không có xấu hổ, việc ác gì cũng không có ghê sợ. Còn người thường thường á, mà mình không có dám làm việc ác á, bởi vì mình ghê sợ cái quả báo của nó, và mình xấu hổ với chính mình, xấu hổ với những người xung quanh. Thì cả đó gọi là tam và quỷ. Còn khi không biết xấu hổ, không biết ghê sợ, thì đó là vô tam, vô quỷ. Utthachang. Utthachang. Để mình lấy cái từ, lấy cái con chuột cho nó rõ. Utthachang là trào cử đó, hay là phỏng dịch đó. Tiếng Anh dịch là restlessness. Rest là nghỉ ngơi, mà restless là không có nghỉ ngơi, không có yên. Trào cử tức là cái tấm hoặc cái thân nó không có yên. Restlessness. Issa. Issa là tiếng Anh là jealousy. Jealousy là ghen tì, tật đố. Khi mà ai có cái gì mà mình không có thì mình ganh tì đó. Thì cái đó gọi là issa, tật đố, ganh tì. Macchariyang. Tiếng Anh dịch là avarice. Avarice là gì? Là bỏng sẻn, bỏng sẻn, keo kiệt,
có mà không có cho. Ai mình có hai ba trái chuối mà xin bật trái không có cho. À, có tiền mà ai xin một đồng cũng cho, tất cả đó là ngoài kéo kiệt á, thì tiền hãng tôi cho ta chỉ sang Everest, cút cút chăng, worry tức là lo lắng, hối tức là hối tiếc, là hối hận, là tâm lo lắng không yên, hối. Vichikicca, doubt là nghi ngờ. Chudasa là 14 ha, tiếng Anh dịch là 14. Vì sao mà mình không có một số từ trên kia đó mà mình không có đưa vào đây, là bởi vì đã quá quen rồi. Ví dụ như từ lô 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 pha đô sa mô ha, là tham sân si, là mình đã quá quen tà kiến, mình đã quá quen ở trong các loại tâm mà khi mình học các loại tâm rồi. À, cho nên là bây giờ là không có nhắc lại những cái từ quá quen thuộc nữa, chỉ những cái từ này thôi. Bây giờ mọi người đọc lại những từ này ha. Ahirikan, shamelessness, anottapang, fearlessness, utthachang, restlessness, issa, jealousy, macchariyang, avarice, kutkuchang, worry, vichikicca, doubt, chuddhasa, 14. À, nói dạ nãy giờ mình quên hỏi thử là mọi người có thấy rõ không? Chắc là mọi người thấy rõ rồi phải không? Các móng thấy đã nhắn tin rồi đó. Rồi bây giờ mình qua cái slide tiếp theo. Slide tiếp theo đó tức là cái phần dịch sang tiếng Anh, bản dịch ha. Immorals, 14. Delusion, shamelessness, fearlessness of consequences or to commit wrong, restlessness, attachment, misbelief, conceit, hatred, jealousy, avarice, worry, sloth, torpor, doubt. These 14 mental states are termed immorals. Thì mình thấy á, trên này nè ha, a chữ akusala 14, akusala trong Ngọc Đơn thì dưới này dịch ra là immorals ha, bất thiện. Và cái từ bất thiện này đó, từ tỉnh tư nó đã chuyển thành danh từ rồi, cho nên thêm chữ s vào luôn. Tâm sở bất thiện đó, mình không gọi là immoral chetasika hoặc là mental states, mà chỉ nói thành chữ immorals thôi. Thì như vậy cái tỉnh tư này đó là nó đã trở thành tỉnh tư, nó đã trở thành là danh từ rồi ha, nó thêm thẳng vào luôn. Rồi á, bây giờ mình có từ moho. Moho là si đó, theo tiếng Anh thì là delusion. Delusion là si. Ahirikan là vô quỷ, là vô tam, là shamelessness. Anottapang, fearlessness, vô quỷ. Vô quỷ ở đây là dịch là vô quỷ, là không sợ hãi, mà không sợ hãi gì nữa. Consequences, consequence là hậu quả. À, không sợ hãi hậu quả. Or to commit wrong, hoặc là không sợ hãi làm phạm vào điều sai lầm. Tiếp theo là utthachang, là restlessness, là cào cử. Tiếp theo là lobho, là tham, là attachment. Attachment là tham, mình đã dịch là attachment. Có khi dịch là greed, greed là tham. Ha? À, có khi dịch là attachment, có khi dịch là craving. À, nhưng mà thường thì chữ craving hay dùng cho chữ ái, chữ tánh ha. Còn chữ tham thì dùng là chữ, thường là dùng hoặc là chữ greed hoặc là chữ attachment. Ditthi dịch là misbelief. Đúng ra thì thường mình hay dịch wrong view ha, ta kiến dịch wrong view, nhưng mà trong cuốn này đó ngài Narada ngài dịch chỉ từ ditthi là ta kiến, chữ misbelief tức là niềm tin sai lầm. Mano, mano đi ra từ chữ mana là màng đó, thì dịch là conceit. Không dịch được bên dẫn chữ đâu, conceit. Danh từ đó, khi nó có với danh từ với tỉnh từ đó, thì thường thường cái nhận chữ danh từ nó hay dành cho những chữ đầu tiên ha. Concept. Concept là ngạ mạn. Doso là sân, thì dịch tiếng Anh là hatred. Hatred là sân. Issa, jealousy, là tật đổ, ganh tị. Macchariyang là sang, dịch avarice, sang hay là bọn sẻn.
Kutkuchang là lo lắng, là worry, đào hối, hối. Hi năng là hôn trầm, sloth. Mít thăng là thùy miên, pauper. Hôn trầm tức là đi vào cái trạng thái uể oải, dạ dười, và thùy miên là buồn ngủ. Vichikicca là doubt, là nghi ngờ. À, cha tí. Cha cộng với ý tí. Ha. Cha là và với ý tí là này. Chudasa ime ime là these. Chudasa là 14. These 14. À, 10. These 14. Chetasika. Mental states. These 14 mental states. 14 tâm sở này. Ha. Chudasime chetasikas. À, là 14 tâm sở này. Akusala nama, nama được gọi là, dịch ra là are termed, được gọi là Akusala immorals. À, như vậy mình sẽ dịch lại đoạn này có tiếng Việt ha. Tấm sở bất thiện gồm có 14. Si, vô tàm, vô quỷ, phỏng vật, tham, tà kiến, màng, sân, tật đổ, sang, hối, hôn trầm, thùy miên và nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Đó vậy ha. Để mình qua tiếp theo, bắt đầu đi vào giải thích từng tâm sở một. Đầu tiên là moha. Derived from root mu, to be stupefied, to be deluded. Moha is one of the three roots of evil and is common to all immoral times of consciousness. It is opposed to panya, wisdom. Ở đây thì mình chỉ có hai từ mới thôi. Từ thứ nhất là động từ stupefy. Mình có từ stupid ha. Stupid là ngu, ngu đần. Từ stupefy là làm cho u mê, làm cho đần độn. Stupefy. Và danh động từ thứ hai là delude, là làm cho lầm lạc hay là đánh lừa. Ở đây thiếu chữ dấu sắc, thêm vào dấu sắc đánh lừa. Delude, nhận chữ thứ hai. Bây giờ mình đọc lại hai từ này ha. Stupefy. Stupefy. Delude. Delude. Rồi. Bây giờ mình vào từ moha. Derived from root mu, to be stupefied, to be deluded. Cái từ moha này đó là nó được phát sinh. Phát sinh từ cái động từ căn mu, có nghĩa là bị làm cho u mê, bị làm cho lầm lạc. To be là quá khứ phân từ, mình dịch là bị, cho dịch bị động ha. Bị làm cho u mê, bị làm cho lầm lạc. Moha is one of the three roots of evil. She là một trong ba căn bất thiện. Chữ root ha, mình nhớ là căn. Căn bất thiện hoặc là nhân bất thiện cũng được. Nhân và căn ở đây nó đồng nghĩa. She là một trong ba căn bất thiện. And is common to all immoral times of consciousness. Và nó chung. À, nó chung cho tất cả các cái loài tâm bất thiện. Các cái loài tâm bất thiện thì thường là nó có các cái tâm sở bất thiện này, cho nên là nó chung cho tất cả các cái tâm bất thiện. Mà đặc biệt xí đó là tâm bất thiện nào nó cũng có hết đó. Tâm tham cũng có nó, tâm sân cũng có nó, tâm si cũng có nó, cho nên là nó chung cho tất cả các tâm bất thiện. Chứ còn tham là chứ tham thì nó chỉ có mặt trong tâm tham thôi. Sân nó chỉ có mặt trong tâm sân thôi. Tham không có mặt trong tâm sân, mà sân không có mặt trong tâm tham. Và tham và sân nó không có mặt trong tâm si. Nhưng riêng cái tâm sở si đó, si này đó, nó đồng nghĩa với vô minh đó. Thì bất cứ cái tâm bất thiện nào có si trong, vì có si mà làm bất thiện ha. Cho nên si là một trong ba căn bất thiện, và nó chúng cho tất cả các cái loài tâm bất thiện. It is opposed to panya, wisdom. Và nó đối nghịch với, ha, nó đối nghịch với panya, tức là trí tuệ. Nó đối lập với, đối nghịch với, tức là nó hoàn toàn đối nghịch. Nếu như panya là trí tuệ thì moha là
không có trí tuệ hay là vô minh hay là si mê. Đó là đầu tiên là định nghĩa này, ha. Rồi, tiếp theo. The chief characteristic of moha is confusion with regard to the nature of an object. Moha clouds one's knowledge with regard to karma and its consequences and the four noble truths. Ở đây mình chỉ có một cái danh từ mới thôi, đó là chữ confusion. Confusion là sự lẫn lộn, sự rối loạn, sự hoang mang, sự bối rối ha. À, mình đọc tiếng này confusion. Confusion. À, hồi nãy là định nghĩa xong rồi, bây giờ mô tả thêm cái đặc tính của nó ha. The chief characteristic of moha is confusion with regard to the nature of an object. Thì characteristic mình dịch là đặc tính. Và chief là chủ yếu. Đặc tính chủ yếu. Of moha của si is confusion. Chính là sự lẫn lộn, sự rối loạn. With regard to the nature of an object. Mà nó sự lẫn lộn mơ hồ đó, nó liên quan đến bản chất của một sự vật. Khi mình có si thì mình không thể nào thấy rõ bản chất của sự vật, cho nên nói đó là rối loạn đối với bản chất của sự vật. Cho nên vì có si có vô minh, cho nên vô thường mình cho là thường đó, khổ mình cho là lạc đó, cho nên gọi là không thấy rõ bản chất của sự vật hay là của đối tượng. Moha clouds one's knowledge with regard to karma and its consequences and the four noble truths. Ở đây mình có động từ cloud. À, cloud là mình để danh từ là đám mây, mà mình để cái động từ cloud tức là che mờ. À, she nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta. À, chữ one á, thay vì chữ one là của mỗi người á, của mỗi người, của người ta, nhưng mà ở đây thì mình dịch vì chúng chúng đó, thì phần lớn mình cũng đều là phàm phu đó, thì nói chung ai đang còn bị si cả, khi nào mình mà thành a la hán mới hết si luôn. À, nên mình có thể dịch thay vì dịch người ta, mình dịch là của chúng ta. Si nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta, mà cái trí tuệ như là trí tuệ này là trí tuệ mà liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp. À, si che mờ cái trí tuệ liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp. Yes, consequences. Huh? Consequences là kết quả. Quả mà. Yes là của nó, tức là của nghiệp. Liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp. And the four noble truths. Và về tự diệu đế. Như vậy nó che hai cái. Nó che thì nhất là nó che cho mình không thấy nghiệp và quả của nghiệp. Và thứ hai là che mình để cho mình không có thể được tự diệu đế. Cho nên vô minh được dịch là gì? Vô minh có nghĩa là không thể rõ tự diệu đế. Vô minh còn có thể dịch là định nghĩa là vô minh, tức là không có biết rõ nghiệp và quả của nghiệp, không biết cái nào thiền, cái nào bất thiền. Rồi, tiếp theo. Như vậy là đó là giải thích về tâm si, tâm sở si xong rồi. Bây giờ tiếp theo đó là vô tàm. Ahirika, an abstract noun formed of a plus hirika. He who is not ashamed of doing evil is ahiriko. The state of such a person is ahirikarin or ahirikam. Ở đây mình có một cái từ là ashamed, tỉnh từ. To be ashamed. Ashamed có nghĩa là xấu hổ. À, mình đọc lại ha. Ashamed. Ashamed. Có âm đơ về cuối ha. Ashamed. Đấy. Vậy mình dịch đoạn này, ahirika là vô quỷ, vô tam này, an abstract noun formed of a plus hirika. Abstract là trừu tượng, ahirika là một danh từ trừu tượng. Vì sao gọi là danh từ trừu tượng? Bởi vì là ví dụ như là mình nói trái cam hay trái quýt á, thì nó là danh từ cụ thể, mình nhìn mình thấy mình có thể sơ mỏ được. Còn khi mình nói vô tam mình đâu có thấy được đâu, nó rất là trừu tượng thôi, nó chỉ mình có thể hình dung được thôi, cho nên gọi là danh từ trừu tượng abstract noun. Nó là một danh từ trừu tượng, formed of là được hình thành từ hai cái, thứ nhất là tiếp đầu ngữ a
có nghĩa là không hay là vô, và cái danh từ hirika là tàn, cho nên ahirika là vô tàn. He who is not ashamed of doing evil is ahiriko. Ở đây á, mình thấy cái chữ ahirika là tính từ, là danh tính từ, và bây giờ này giải thích thành trở thành danh từ này. He who is not ashamed là người nào mà không xấu hổ. Chữ he này đó vì người ta dùng chung vậy đó, vì số ít. Nhưng mình dịch thì mình dịch là người nào, chứ không phải là phải anh ta, không có dịch anh ta, mình dịch người nào. Người mà không có xấu hổ khi làm việc ác, doing evil, làm việc, khi được gọi là ahiriko, người không biết xấu hổ hay là người vô tâm. The state of such a person is ahi. Nó sao được tại hai chữ ca vậy ha? Ahirikarin, có nghĩa là một chữ ca thôi. Ahirikarin, dưới một chữ ca đó. Ahirikarin, người. The state là trạng thái. Trạng thái của một cái người như vậy. Such a person là người như vậy. À, thì được gọi là ahirika. Rồi, tiếp theo. One who has hiri recoils from evil, just as a cock's feather springs in front of fire. One who has no hiri would commit any evil without the least compunction. Ở đây mình có một số từ mới ha. Require. Require là chùng bước hay là chùng bước. Cock's feather. À, cock là con gà trống. À, feather là cái lông. Cho nên cock's feather là cái lông gà. Peacock là con công. Con cock là con gà. Ha. Shrink. Động từ có nghĩa là có lại, rút lại. Commit, động từ có nghĩa là phạm vào. Và compunction, danh từ có nghĩa là ăn năn hối hận. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Recoil. Recoil. Cock's feather. Cock's feather. Shrink. Shrink. Commit. Commit. Compunction. Compunction. Rồi, giờ mình vào dịch ha. One who has hiri recoils from evil, just as a cock's feather shrinks in front of fire. Người mà có tam á, hiri là tam, ha? Người mà có tam thì chung bước khỏi điều ác. Ha? Người mà có tam á, thì người ta chung bước trước điều ác ha. Tại khỏi thì mình dùng chữ trước đây, chung bước trước điều ác. Như là cái lông gà đó bị co rút lại khi ở gần lửa, trước lửa tức là gần lửa. Mình lấy cái lông gà đó mà mình đưa vào sát với lửa thì mình thấy cái lông gà đó nó co rút lại ha. Vậy thì đó là một cái người mà có tam á, là khi người ta co rút lại mà thấy điều mà điều xấu là người ta rút lui, người ta chung lại, người ta không có làm, bởi vì xấu hổ lắm, làm xấu hổ. Đã dịch lại ha, người mà có tam thì chung bước trước điều ác, như là cái lông gà nó có rút lại trước lửa. One who has no hiri would commit any evil without the least compunction. Người mà không có tam. One who has no hiri, người mà không có tam, would commit any evil là sẽ phạm vào bất cứ điều ác nào. Mà without the least compunction, mà không có một chút ăn năn nào hết. Làm việc ác mà không hề ăn năn, mà không hề có một chút ăn năn nào hết. Least là ít nhất. Không có ngay cả một sự ăn năn ít nhất, thì mình theo đó là nói theo cách tiếng Anh, mình nói ít nhất, cái con tiếng Việt không là không hề có một chút ăn năn nào. Đó là tàm ha. Bây giờ qua quý, vô quý. Anotapa na plus ava plus tap to be tormented. Otapa is fear to do evil, that is fear of the consequences. Anotapa is its opposite and is compared to a moth that is singed by fire.
A person who is afraid of fire would not touch it, but a moth, unaware of the consequences attracted by fire, would get burned. In the same way, a person without otapa would commit evil and suffer in states of woe. Ở đây mình có một số từ mới. Thứ nhất là từ torment. Torment, động từ có nghĩa là làm đau khổ, dày vò hay là hành hạ. Mình có cái từ self-torment là từ ép xả khổ hành đó. Moth. Moth là con bướm đêm. Singe, động từ có nghĩa là cháy xém. Và goal. Goal ở đây nó là danh từ chứ không phải động từ. À, mà sửa lại cho con ha. Cô phải sửa lại chút. Goal and danh từ. Hồi nãy đó. Rồi mình đọc lại mấy chữ này ha. Torment. Torment. Moth. Moth. Singe. Singe. Go. Wow. Rồi. Bây giờ giải thích từ anotapa. Từ này đó là có 3 từ cộng lại này. Na cộng với ava cộng với tap. Na là không, ava là phía dưới và tap là đau khổ đó, làm cho đau khổ. Thì an từ nguyên từ gốc cái từ tap này đó có nghĩa là to be tormented, là làm cho đau khổ. À, làm cho bị dày vò. Otapa is fear to do evil. That is fear of the consequences. Đầu tiên là giải thích chữ otapa trước. Otapa là sợ. Sự sợ hãi làm, sự sợ hãi làm điều ác. Có nghĩa là sợ cái hậu quả của nó. Otapa là quý, quý tức là sợ làm việc khác, tức là hay là sợ cái kết quả của nó. Anotapa is its opposite. Anotapa vô quý thì là đã đối lập với cái từ quý, là đối lập của nó. And is compared to a moth that is seen by fire. Và vô quý này đó là nó được so sánh với, được ví như, compared to là ví như một cái con bướm đêm bị cháy xém bởi ngọn lửa. À, vô quý là từ đối nghịch với quý. Và nó được ví như là con bướm đêm bị cháy xém bởi ngọn lửa. A person who is afraid of fire would not touch it. A person, một người mà sợ lửa đó. À, to be afraid of sợ, một người mà sợ lửa thì sẽ không có đụng vào nó, không có đụng vào lửa. Mình biết đụng vào sẽ bỏng cho nên mình không có đụng vào. Nhưng mà một con bướm đêm. But a moth, nhưng mà một con bướm đêm. Unaware of the consequences. Nó không có nhận biết. Không có nhận thức được. Aware of là biết được, mà unaware of là không có biết được. Consequences là cái hậu quả. Không có nhận thức được cái hậu quả của nó. Attracted by fire. Và bị hấp dẫn bởi cái ngọn lửa. Những con bướm đêm, những cái con thiêu thân đó, nó rất là thích ánh sáng, rất là thích lửa. Cho nên là nó vừa là bị hấp dẫn rồi mà nó là không biết cái hậu quả nữa. He would get burned, thì nó sẽ bị đốt. Đốt cháy. Thiêu cháy. In the same way, tương tự như vậy, a person without otapa, một người mà không có quý, would commit evil, thì sẽ phạm vào điều ác. Would commit evil, sẽ phạm vào điều ác. And suffer in states of woe, và sẽ đau khổ, phải chịu đựng trong cái
tình trạng đau khổ. Mình thấy ở ngoài đời rất là nhiều người họ đâu có biết sợ hãi cái đau kinh cái quả đâu. Họ không học về nhân quả cho nên chỉ cần làm cái gì có tiền là họ làm thôi. Mình thấy là nhất là mấy cái người mà họ sản xuất đồ ăn đó. Mà người ta sẵn sàng làm những cái đồ ăn mà bị hư, bị thổi rồi đó. Mà người ta đi tẩy xong rồi đem ra làm thực phẩm bán cho người ta đó. Hôm năm ngoái là có cái vụ mà ăn pate chay đó. Của cái tiệm mà cửa cái công ty Minh Chay đó. Mà họ làm mà bị cái chất chất bảo quản mà nó nặng quá đó. Là coi như có người ăn cái đó vào đó mà chết luôn. Vì là mình nghe mình tưởng đâu xa mà tệ đó là có một cái chị Phật tử đó. Vừa rồi trước Tết đó chị có vô chị thỉnh quỷ sư cô đi ra ngoài chị nhà chị là về nhà để trai tăng đó. Là vì ông chồng của chị là vì ăn cái pate chay đó mà mất đó. Mà một người bạn là ở bên ngoài Hà Nội ăn ngon gợi vô biểu. Hai vợ chồng cùng ăn mà chị vợ ăn thì nó béo quá không ăn, ăn chút xíu không ăn. Ông chồng ông ăn từ từ, hôm nay ông ăn muộn, hôm sau ông ăn muộn, ông ăn xong năm 3 ngày, 3 4 ngày và ông bệnh, ông mệt quá đi vô bệnh viện nằm. À, sau đó là không cứu nổi, chết luôn. À, mình thấy là làm thức ăn chay rồi nha. Vậy mà cũng rất là vô nhân đạo. À, khiến cho người ta chết mà cuối cùng họ không đền bù với cả đó. Họ nói là không phải vì thực phẩm của họ. Rồi bây giờ mình đợi như vậy cho nên mình nói rằng người mà vô quỷ đó, việc gì người ta ác gì người ta làm người ta không có sợ hãi ha. Tiếp theo. Both these terms, hiri and otapa, are found in conjunction. Hiri should be differentiated from ordinary shyness and otapa from ordinary fear of any individual. Fear is regarded as one of the 10 armies of Mara. A Buddhist is not expected to be afraid of any individual, even a god, for Buddhism is not based on the fear of the unknown. Ở đây mình có hai từ mới thôi. Đó là từ conjunction. Conjunction danh từ có nghĩa là liên từ hay là sự kết hợp. Và từ army là danh từ có nghĩa là quân đội. Bây giờ mình đọc lại hai từ này ha. Conjunction. Conjunction. Army. Army. Rồi, bây giờ trở lui lại. Both these terms, hiri and otapa, are found in conjunction. Là cả hai thuật ngữ này. Both these terms, cả hai thuật ngữ này. Là hiri và otapa hay là tam ba quý. Are found in conjunction là thường được tìm thấy kết hợp với nhau. À, thường tìm thấy trong sự kết hợp. Tức là nó đi một cặp đó. Tam vô quỷ đi một cặp. Có anh này thì có anh kia. Khi nào vậy? À. Theory should be differentiated from ordinary shyness. Tam á, thì nó nên được phân biệt, differentiated là phân biệt với ordinary shyness. Shyness là sự xấu hổ, ordinary là thông thường. Hồi nãy mình nói là tam tức là sự xấu hổ, thì sự xấu hổ này á, nó nên được phân biệt với cái sự xấu hổ thông thường. Sự xấu hổ thông thường đó, ví dụ như là mình mặc, có nhiều người là họ nhà nghèo đó, rồi họ đi ra đường mà họ mặc đồ là rách rưới, rồi mang giày dép cũ kỹ đó, thì họ cảm thấy xấu hổ. Thì cái xấu hổ đó nó không phải là cái xấu hổ ở đây, nó không phải là cái xấu hổ mà tội lỗi khi làm việc tội lỗi, không phải. Cho nên là hoặc là những cái người mà họ không quen đã ra được đám đông mà bây giờ bắt họ ra được đám đông thì họ cảm thấy rất là xấu hổ, thì cái đó không phải. Cái shyness này đó, cái đó là thông thường, nó không phải là bất thiện. Còn cái mà không có xấu, cái sự mà sống có xấu hổ khi mà làm việc ác á, thì cả đó mới là bất thiện ha. Cho nên là cái tam ở đây đó là nên được phân biệt với cái sự xấu hổ thông thường. And otapa from ordinary fear of any individual. Và quỷ đó thì nó cũng cần được phân biệt, chữ from này đó đúng ra nó should be differentiated from. Nhưng mà cái cụm từ động từ này á, nó không cần lặp lại, họ lược bớt đi, họ chỉ để chữ from thôi.
Nhưng mà phải hiểu rằng là cũng là được phân biệt với ha. Otapa should be differentiated from. À, nhưng mà tiếng Anh thì thường thường là người ta hay lược bớt. Thì đó là quỷ. Thì như vậy đó, tam thì nên được phân biệt với cái sự xấu hổ thông thường, và quỷ cũng nên được phân biệt với những cái sự sợ hãi thông, sợ hãi mà ở sai đây, sợ hãi một người nào đó, sợ hãi thông thường một người nào đó. Mình sợ, thường mình sợ là mình sợ cái gì? Mình sợ người này, mình sợ người kia, à, sợ bị mất tiền này, sợ bị đánh này, à, rồi là sợ cha, sợ mẹ, sợ thầy giáo này. À, thì như vậy cái sợ đó không phải là cái sợ ở đây. Sợ ở đây phải là sợ cái nghiệp, cái kết quả. Nếu như mình làm việc ác thì mình sẽ, ồ mình làm việc ác này thì mình sẽ chịu cái quả đau khổ, không phải đời này mà nhiều đời nữa. À, chứ còn cái sợ bình thường không phải ha. Cho nên mình nói là quỷ cũng cần phải phân biệt với cái sự sợ thông thường một người nào đó. Fear is regarded as one of the 10 armies of Mara. Sợ hãi đó được xem như là một trong 10 đội quân của ma vương. Cho nên cái sợ mà sợ người nào, sợ cái gì đó, mà sợ mà trong cái tâm bất tâm sân đó là thì nó khác với chữ quỷ này nè. Quỷ này là sợ tội lỗi nó nọ, quỷ này là sợ này là thiền. Còn cái sợ mà sợ ai, sợ cái gì đó đó thì cái sợ là bất thiền. Cho nên nó được xem là một trong 10 đội quân của ma vương. A Buddhist is not expected to be afraid of any individual. Một người Phật tử thì không mong đợi, expected to, không mong đợi hoặc là không nên sợ bất cứ người nào. Một người Phật tử không nên sợ bất cứ người nào, even a god, ngay cả là một vị thượng đế. Không có sợ chúa, sợ thượng đế gì hết. For Buddhism is not based on the fear of the unknown. Bởi vì Phật giáo không có căn cứ trên, not based on, không có căn cứ trên the fear of the unknown, là nỗi sợ hãi về cái mà mình không có biết. The unknown là cái mình chưa có biết. Như cả cái tôn giáo khác đó, là ví dụ như họ nói, ô chào, đời này có các vị thường để các đấng tạo hóa, hay là thần sông, thần sẩm, thần sẩm, thần mưa đó. À, cho nên mình phải biết kính sợ các cái vị đó. À, nhưng mà Phật giáo không khuyến khích mình sợ những cái đó. Cái đó là các cái hiện tượng thiên nhiên thôi. À, như vậy đó là tam và quỷ. Mình hay dịch là xấu hổ và tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Thì đây đoạn này đó là nói rằng là mình nên nhớ rằng là hai từ này phải nên phân biệt với cái sự xấu hổ thông thường và cái sự sợ hãi thông thường. Fury arises from within and otapa from without. Suppose, for instance, there is a piece of iron, one end of which is heated and the other smeared with filth. The filthy end one would not touch, owing to disgust, and the other end through fear. Fury is compared to the former and otapa to the latter. Ở đây mình có bốn từ mới. Động từ suppose có nghĩa là giả định, giả sử. Động từ smear có nghĩa là làm hoen ổ, làm mờ, làm dơ. Filth, danh từ có nghĩa là chất bẩn, sự dơ bẩn. Và disgust, danh từ có nghĩa là sự ghê tởm. Và động từ của nó cũng là ghê tởm. Rồi bây giờ mình đọc lại mấy từ này. Suppose, smear, filth, disgust. Rồi bây giờ so sánh thêm giữa, bây giờ so sánh giữa tam và quỷ. Fury arises from within and otapa from without. Tam á, là nó sinh khởi từ phía bên trong, sinh khởi từ bên trong. Và quỷ ra từ bên ngoài. Giải thích tiếp nè. Mình đọc xong rồi có thể giải thích thêm. Bây giờ nghe cái đoạn giải thích này. Suppose, for instance là ví dụ. Suppose là giả sử. There is a piece of iron.
có một một cái thanh sắt. Một cái thanh sắt. One end of which is heated. Và một đầu của cái thanh sắt đó đó thì được nó bị hơ nóng lên. Heat sẽ làm cho nóng lên, đi hơ lửa cho nóng. Một đầu của nó đó là bị hơ nóng lên. And the other smeared with fuel. The other đúng đó là the end. Và cái đầu kia đó thì nó bị làm dơ, làm cho hoen ổ bởi những cái chất bẩn. Ví dụ như là một đầu thì họ hít một lại cái thanh sắt đó, một đầu đó thì họ sụp vô cái chỗ đồng phân, đồng bung á. À, một đầu thì hơ cho nóng lên, một đầu thì là bôi bôi đồ dơ lên. The filthy end one would not touch owing to disgust. Cái đầu mà bị dơ đó người ta sẽ không có đụng đến. Owing to là do bởi, disgust là sự ghê tởm. Mình giống như cái thanh sắt đó mà đụng vô cái phân bò rồi mà kêu mình đụng, mình đâu có đụng tới, phải không? Thì mình thấy nó dơ, mình thấy nó ghê tởm. Cho nên cái đầu mà dơ bẩn á thì người ta sẽ không đụng tới do cái sự ghê tởm. And the other end through fear. Và cái đầu kia tức là cái đầu mà nóng á thì mình không có đụng bởi vì sợ hãi. Bây giờ sợ vì sao sẽ đụng vô được bóng. Cái đầu mà nóng nóng thì nó nóng lên kêu đụng có ai đụng. Đúng không? Đồng cái đó không phải là vì ghê mà vì sợ. Hiri is compared to the former and Otapa to the latter. Pam thì được ví với cái đầu tiên. Và quý là ví với cái sau. Tức là cái đầu là do ghê tởm, ghê sợ, ghê tởm. Và cái sau là do sợ hãi. Cho nên là ví dụ như việc ác mà mình không làm mà vì mình thấy ghê tởm, mình thấy cái điều đó không đáng cho mình làm. À, và nếu như vì vô quỷ, quỷ á, là bởi vì mình sợ, ôi làm cái đó xong rồi. Bây giờ mà đi ăn trộm đừng chục xíu thôi mà bị bắt thì bị vợ tù, à, rồi bị người ta quay thường, rồi kịp sau là bị bao nhiêu cái quả báo đau khổ nghèo nàn nữa ha. Cho nên vì sợ vậy thôi không làm. Đấy còn là quỷ, vô quỷ. Tam và quỷ là vậy ha. À, tiếp theo. The following note by Mrs. Rhys Davis on Hiri and Otapa clearly depicts the difference between these relative mental constituents. Hiri and Otapa, as analyzed by Buttaghosa, present points of considerable ethical interest. Taken together, they give us the emotional and cognitive aspect of the modern notion of conscience, just as sati represents its intellectual side. Ở đây mình có ba từ mới là từ depict, động từ có nghĩa là mô tả, ethical, tính từ có nghĩa là về phương diện đạo đức, và cognitive, à, ở đây mình đọc là cognitive, nhận đầu tiên, cognitive. Tính từ có nghĩa là về phương diện nhận thức. Rồi bây giờ mình đọc ba từ này. Depict. Ethical. Cognitive. Rồi bây giờ đó là thêm một cái đoạn trích dẫn nữa. The following notes là cái lời chủ thích sau đây. By Mrs. Rhys Davis. Bởi bà Rhys Davis. Bà Rhys Davis là vợ của ông Rhys Davis. Bà là Caroline Rhys Davis. Là hai vợ chồng này là rất là đặc biệt, là những người đầu tiên, người Anh đầu tiên đi qua Ấn Độ học tiếng Pali, về soạn từ điển Pali Anh. Ông thì dịch là bộ trường bộ kinh từ tiếng Pali sang tiếng Anh. Và bà đó là dịch bộ Dhammasangani, tức là bộ pháp tù sang tiếng Anh. Cho nên là khi mà bà dịch á, cái trong bộ pháp tù đó thì cũng có nói tới các cái tâm sự. Cho nên là bà cũng, và khi mà dịch như vậy họ còn chủ thích nữa, thì đây là cái chủ thích ha. Cái chủ thích sau đây của bà Rhys Davis á, về tam và quỷ. Clearly depicts the difference. Mô tả một cách rõ ràng
Depict là mô tả clearly, là một cách rõ ràng. Mô tả một cách rõ ràng. The difference là sự khác nhau. Between, giữa. These relative mental constituents của những cái thành phần. Constituent là thành phần. Mental là tâm lý. Và relative là có mối quan hệ với nhau. À. Nhưng tức là có thể cũng có thể chữ mental constituent này thành phần tâm lý, tức là tâm sở đó, của những cái tâm sở mà có ba con có liên hệ với nhau mật thiết này, vì nó đi một cặp đó. À, cho nên là sự mô tả một cách rõ ràng sự khác biệt giữa các cái tâm sở mà có mối quan hệ mật thiết này. Thì đây là cái đoạn của ba viết. Theory and Ottapang as analyzed by Buttaghosa present points of considerable ethical interest. Tam và quý như được phân tích bởi ngài Buttaghosa. Ai cũng biết ngài Buttaghosa rồi ha, ngài là tác giả của bộ gì nè, Thánh Tịnh Đạo, cộng thêm với rất là nhiều chủ giải, đặc biệt là chủ giải của Tạng Kinh. Ngài cũng Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Luận gì là phân lớn là chủ ngài chủ giải hết á. Chỉ có là sau đó có thêm ngài Dhammapala và ngài Buddhadatta đó, là có chủ thích thêm một vài cuốn thôi, còn phần lớn là các cái chủ giải là của do ngài Buddhaghosa này. À, như được phân tích bởi ngài Buddhaghosa, present là nó trình bày các cái điểm points of considerable ethical interest. The interest, interest là sự quan tâm. Then, ethical là về phương diện đạo đức, và considerable là đáng kể. Đã. Những cái điểm đáng quan tâm về phương diện đạo đức. Taken together, they give us the emotional and quantity aspect of the modern notion of conscience. Taken together đó là đi chung với nhau. À, taken together được lấy cùng nhau, tức là khi đi chung với nhau đó, chúng cho chúng ta cái, ở đây mình có chữ aspect là khía cạnh, là danh từ này ha, và hai chữ tính từ là emotional và cognitive. Emotional là thuộc về cảm xúc và cognitive là nhận thức. Chúng cho chúng ta những cái khía cạnh về cảm xúc và nhận thức của of the modern notion of conscience. The conscience là lương tâm, notion là khái niệm, và modern là hiện đại. Như vậy là cho ta những cái khái niệm về cảm xúc và nhận thức của cái khái niệm hiện đại về lương tâm. Tức là khi nói tới tam quỷ, tức là nói tới lương tâm đó. Cái tung cái tư mới trong thơ hiện đại thì gọi là lương tâm đó. Just as sati represents its intellectual side, cũng như là niềm, sati là niềm, niềm thì nó tiêu biểu cho cái khía cạnh, sai là mặt hay là khía cạnh, intellectual là trí thức. Một bên là cảm xúc này, một bên là nhận thức, một bên là trí thức. Cái nào là cảm xúc? Chính là cái tam. À, cái nào là cái nhận thức? À, tức là cái nhận thức đó, tức là khi mình nói tới geisha đó, nó liên quan tới cái nhận thức. Và khi mình nói tới cái xấu hổ đó, nó liên quan tới cảm xúc. Thì còn khi mà mình nói là tới niềm á, tức là khi mình làm cái gì mà mình có chánh niềm, tức là mình có cái trí thức, có cái sự nhận biết, thì cái sự nhận biết, cái trí thức đó thì intellectual. À. Tiếp theo, the former term is equivalent to shame, lacha, the later to anguish, obego, over evil doing. Here it has its source within. Ottapang springs from without. Here it is autonomous. Attatipati. Ottapang
heteronymous, influenced by society, lokatipati. The former is established on shame, the latter on dread. The former is marked by consistency, the latter by discernment of the danger and fearsomeness of error. The subjective source of theory is fourfold, viz. The idea of what is due to one's birth, age, worth, and education. Ở đây mình có một số từ mới nè. Đầu tiên là từ autonomous. Auto, nhận chữ thứ hai, autonomous, là độc lập hay là từ bên trong. Tiếp theo là chữ heteronymous. Heteronymous là thuộc sự duy trì, tức là bên ngoài đó, gì là khác. Sự thuộc sự duy trì. Từ này hơi là ta lại cái gì thuộc sự duy trì. Vì chơi có ra lại cái chữ này, thì ngoài cái chữ thuộc sự duy trì là có cái chữ gì mà cái từ này là heteronymous. Heteronymous ở đây thì họ chỉ dùng trong, đúng nó trong từ điển chỉ có cái từ thuộc từ thuộc sự duy trì thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh, từ điển tiếng Anh người ta giải thích là gì? Having different laws, subject to the laws of another, hoặc là having different laws of growth, tức là nó có những cái quy luật khác nhau, hoặc là nó phụ thuộc vào cái quy luật của một cái khác. Rồi thì tức như vậy là thuộc, tức là nó tính từ bên ngoài, nó do từ bên ngoài. Dread, danh từ có nghĩa là sự sợ hãi. Consistency, danh từ có nghĩa là tính kiên định hay là sự nhất trí. Discernment, danh từ có nghĩa là sự nhận thức rõ ràng. Và subjective, tính từ có nghĩa là chủ quan. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Autonomous, autonomous, heteronomous, heteronomous, dread, dread, consistency, consistency, discernment, discernment, subjective, subjective. Rồi, giờ mình vào mình dịch đoạn này. The former term is equivalent to shame or lacha. The latter to anguish over evil doing. Ở đây đó chữ the former term là thuật ngữ trước, thuật ngữ đầu tiên. Thì trong hai thuật ngữ thì thuật ngữ trước là cái nào? Là tam. Thuật ngữ đầu tiên tức là tam đó, is equivalent to là tương đương với. Tương đương với shame, shame tức là sự xấu hổ. Tiếng Pali là lacha. The later là thuật ngữ sau tức là quỷ. Thì quỷ là tương đương với chữ anguish. Anguish là sự đau khổ. Tiếng Pali là upbego. Đau khổ. Over evil doing. Over ở đây không phải trên mà do. Đau khổ do làm việc ác. Evil doing. Như vậy, hàng dịch lại ha, tam là tương đương với xấu hổ, lacha, và quỷ là tương đương với sự đau khổ do làm việc ác. Theory has its source within. Otapang springs from without. Tam á, thì nó có cái nguồn gốc bên trong. Source là nguồn gốc. Tam có nguồn gốc bên trong. Otapang springs from without là quỷ, nó xuất phát từ bên ngoài. Springs là phát sinh, phát xuất phát. Theory is autonomous. Atatipati. Tam á, thì nó độc lập.
Otapang heteronymous. Quỷ thì nó thuộc sự duy trì, tức là sao? Influenced by society, tức là bị ảnh hưởng bởi xã hội. Cho nên ở đây các bạn thấy là trong này có hai từ là tiếng Pali là chữ Attathipati và Lokathipati. Attathipati là gồm có hai chữ cộng lại là Atta cộng với Athipati. Atta là từ mình và Athipati là làm chủ. Như vậy Attathipati là từ mình làm chủ và Lokathipati là bị, Loka là thế giới, xã hội, bị thế giới làm chủ. The former is established on shame, the latter on dread. Tam thì nó được thiết lập trên cái sự xấu hổ và quỷ thì được thiết lập trên sự sợ hãi. The former is marked by consistency, the latter by discernment of the danger and fearsomeness of error. Tam thì nó được đánh dấu bởi cái sự kiên định. Và quỷ đó là bởi cái sự nhận thức rõ cái sự nguy hiểm. Discernment of the danger, sự nhận thức rõ nguy hiểm. And fearsomeness of error, và sự sợ hãi, sự sợ hãi sai lầm. Như vậy tam, cái câu này ý nói là sao? Tam là được đánh dấu bởi sự nhất trí. Sự kiên định là sao? Sự kiên định. Khi mà mình từ bên trong mình là mình đã thấy chuyện này làm còn được rồi. Xấu hổ lắm, không đặng mình làm, cho nên là không cần phải ai nói gì cả, là từ mình kiên định mình không làm. Còn quỷ là do cái sự nhận thức rõ nguy hiểm, thấy nguy hiểm cho nên cũng không làm. Và sợ sai lầm cho nên không có làm. The subjective source of theory is fourfold. Subjective là chủ quan. Source là nguồn gốc. Cái nguồn gốc chủ quan của tam gồm có bốn, tức là có bốn cái nguồn gốc đấy. Đó là the idea of what is due to one's birth, age, worth and education. Bốn cái điều mà khiến cho mình là có cái tam đó là gì? Cái ý niệm về cái mà do mình, ví dụ như về birth á, birth là sự sinh ra, thì thật ra mình phải nói là gì? Đó là gia tộc á. Gia tộc nơi mình sinh ra. Ví dụ như mà người mà mình á là dòng họ là Tôn Thất. Hoặc là có người tôi tự hào là dòng họ Lý, dòng họ Nguyễn gì đó. Hoặc là sinh ra là con nhà gia giáo chẳng hạn. Cho nên mình nói rằng là mình sinh ra cái gia đình như vậy mà mình làm cái điều như vậy nó không có được. Cho nên gọi là về gia tộc. Age là về tuổi tác. Bây giờ có những người khi trẻ thì họ có thể làm điều đó. Bây giờ lớn tuổi rồi mà đi hát, đi hò, đi nhảy, đi nhọt thì nó kỳ đúng không? Cho nên gọi là do lớn tuổi. Worth là do cái gì? Cái danh giá đó. Worth là danh giả. Bây giờ mình nói tôi là mình là, bây giờ mình là thôn trưởng, mình là xã trưởng, mình là tỉnh trưởng rồi mà mình đi làm cái đó đó ngõm cũng được ha. Worth, danh giả. Và education là giáo dục. Khi mà mình chưa có tốt nghiệp cử nhân hay thạc sĩ thì thôi nói cái tầm bậy tầm bà gì cũng được. Chứ bây giờ mình học cử nhân thạc sĩ đây mà nói không có nghiên cứu, không có trích dẫn gì cả thì xấu hổ lắm chẳng hạn ha. Thì đó là giáo dục. Như vậy đây là những cái nguồn mà khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ, đó là gia thế, tuổi tác, danh giá và giáo dục. Thì đây cũng là cái đoạn trích dẫn của vẫn là của bà Ruth Davis nha. Thus, one having heard it will think only mean folk, fishers, etc., children, poor wretches, the blind and ignorant would do such an act and reference. The external source of Otapang is the idea that the body of the faithful will blame you.
Enhance one reference. If a man has hearing, he is, as such the Buddha, his own best master. To one who is sensitive by way of Ottapang, the masters of the faith are the best guides. Ở đây mình có một số từ mới. Từ mean, tỉnh tư, có nghĩa là tâm thường, kém cỏi. Nhỏ mọn ha. Wretch. Wretch danh từ có nghĩa là người khốn khổ. Refrain, động từ, có nghĩa là từ kiềm chế hay là cố nhịn. Và sensitive, tỉnh từ, có nghĩa là nhạy cảm. Rồi, bây giờ mình đọc lại mấy chữ này. Mean, mean, wretch, wretch, refrain, refrain, sensitive, sensitive. Y đọc ơ này ha, không phải y đọc là sensitive mà là sensitive. Bây giờ mình vào dịch tiếp ha. Thus one having hearing will think. Như vậy, một người mà có tam sẽ suy nghĩ. Only mean folk, species, etc., children, poor wretches, the blind and ignorant would do such an act. Chỉ có những cái người tâm thương, ha, mean folk, folk là người, mean là tâm thương, chỉ có những người tâm thương kém cỏi đó, như là fishers là những người đánh cá vân vân, đánh cá này, thợ mộc này, nông dân này, ha, người bình thường. Cái này là mình nói về giá thế nè. Rồi về tuổi tác này, chỉ có con nít, ha, children. Rồi poor, poor wretched là những cái người khốn khổ, nghèo nàn. Tức là nói về danh giá đó. Chỉ có những người nghèo nàn, khốn khổ. Rồi tiếp theo, the blind and ignorant là những người mù và ngu ngốc, ngu si. Tức là nói về giáo dục, ha. Good do such an act. Thì mới làm cái điều như vậy thôi. Cho mình không chào làm, mình vẫn có học mà mình vẫn giá thể mà, không? Nên mình làm chỉ có những người như vậy họ mới làm. Họ sẽ nghĩ vậy đó, người mà có tam họ sẽ nghĩ vậy đó. And reference. Và vì họ nghĩ như vậy cho nên họ mới từ kiềm chế để không làm điều ác. Reference, từ kiềm chế. Dịch lại câu này ha. Như vậy một người có tam thì sẽ suy nghĩ rằng chỉ những cái người tâm thương kém cỏi như là những người đánh cá vân vân, hoặc là trẻ con, hoặc là những người nghèo nàn khốn khổ, những người mù quáng ngu ngốc á, thì mới làm cái điều như vậy. Và vì vậy mà kiềm chế, từ kiềm chế. The external source of Ottapang is, external source là cái nguồn bên ngoài. À, cái nguyên nhân bên ngoài của cái quý là the idea that the body of the faithful will blame you and hence one reference. Người mà khi mà người mà có quý đó thì cái nguyên nhân bên ngoài đó là gì? Đó là cái ý niệm rằng, cái ý nghĩ rằng the faithful đó là người mà có niềm tin. À, những cái body là một cái tập thể. Tập thể những cái người mà có niềm tin đó sẽ blame you là sẽ khiển trách, sẽ khiển trách ta. You ở đây có nghĩa là mình tự nói với nhau đó. Thì thay vì nói là tạm khiển trách người đó, người, những cái người mà có niềm tin sẽ khiển trách người, à, sợ người ta trách. Nè. Enhance one reference. Và vì vậy mà người đó mới tự kiềm chế được. If a man has hearing, he is, as said the Buddha, his own best master. Nếu một người có tam, thì người đó, như Đức Phật đã dạy, as said the Buddha, như Đức Phật đã dạy, he is his own best master. Người đó là người chủ tốt nhất của chính mình. Người thầy tốt nhất của chính mình. Thì master có nghĩa vừa có nghĩa là người chủ, vừa có nghĩa là người thầy, mà trong ở đây có nghĩa là chữ người thầy. Vì tự mình dạy mình được để cho mình kiềm chế không làm điều ác ha. Như vậy dịch lại ha, nếu một người mà có tam
thì như Đức Phật dạy, người đó sẽ là người thầy tốt nhất của chính mình. To one who is sensitive by way of Ottapa, the masters of the faith are the best guides. Với một người mà nhạy cảm, by way of Ottapan là do có quý ha. Một người mà nhạy cảm là gì? Nhạy cảm với cái sự phê phán của bên ngoài đó. Một người mà nhạy cảm do bởi quý là the masters of the faith are the best guys. Ở đây chị to ha, to one là đối với người. Thì đối với cái người mà nhạy cảm với những cái do quý đó thì ai, họ không phải từ lâm chùa thầy của họ mà the master of the faith là những bậc thầy về tôn giáo đó, bậc thầy về đức tin. Những bậc thầy về đức tin sẽ là những người hướng dẫn tốt nhất cho họ. Vì họ sợ bị khiển trách. Đúng không ạ? Cho nên đó là họ cần phải có những người thầy để người thầy kêu đừng có làm cái này, đừng có làm cái kia. Và vì sợ cái người thầy đó được nhắc nhở, cho nên họ sẽ tránh, họ không làm. Cho nên họ phải có cái nhân từ bên ngoài. Còn cái bên hạ có tam là nhân bên trong rồi, cho nên từ họ là người thầy. Còn đối với quỷ đó là có nguồn nhân từ bên ngoài, cho nên họ phải có những cái bậc thầy về đức tin, về tôn giáo làm cái người hướng dẫn tốt nhất cho họ. Rồi tiếp theo. Đó là bây giờ là mày tự cái đoạn câu này xong rồi mày tự cái chậm hết dứt là cái lời trích dẫn của bà Rich Davis nữa. In a supplementary paragraph, the marks consistency, etc. are thus explained. In here, one reflects on the worth of one's birth, one's teacher, one's estate, and one's fellow students. In Ottapan, one feels dread at self-reproach, the blame of others, chastisements, and retribution in another life. Buddhist Psychology, page 20. Ở đây mình có một số từ mới. Đầu tiên là từ estate. Estate là danh từ, có nghĩa là giai cấp. Estate. Fellow student là bạn đồng môn. Ví dụ như mấy bạn học cùng chùa, ở cùng chùa, học cùng trường, học cùng lớp thì gọi là fellow student, là bạn đồng môn. Self-reproach, danh từ, là tự trách mình, sự tự trách mình. Chastisement. Chastisement là sự trừng phạt hay là sự đánh đập. Và retribution là quả báo hay là sự trừng phạt. Và bây giờ mình đọc lại mấy từ này. Estate. Fellow student. Self-reproach. Chastisement. Retribution. Rồi, mình dịch tiếp đoạn này ha. In a supplementary paragraph, thì supplementary có nghĩa là bổ sung. Paragraph là đoạn, trong một cái đoạn bổ sung. The mark là cái dấu hiệu. Mời ngoặc đơn consistency, etc. Tức là sự, hồi nãy mình nói đó, tức là sự nhất, sự kiên định đó. As thus explained, được giải thích như thế này. In here, one reflects on the worth of one birth, one teacher, one estate, and one's fellow students. Trong tam, thì người ta suy nghĩ về, reflect, suy nghĩ hay là quán tưởng, quán chiếu. Trong đây thì mình dịch là suy nghĩ ha.
Trong tam thì người ta suy nghĩ về giá trị, the worth, giá trị. Of one's birth là của gia tộc của mình. One's teacher là những cái vị thầy của mình. One estate, giai cấp của mình. And one's fellow students và bạn đồng môn của mình. Mình xấu hổ nếu như mình làm như vậy mà thầy mình biết là không được. Mình là giai cấp, mình cao giai cấp như vậy mình làm không được ha. Hoặc là bạn mình mà làm vậy bạn đó mình xấu hổ với bạn đồng môn à, cho nên trong Hiri là vậy. In Ottapang, one feels dread at self-reproach, the blame of others, chastisement and retribution in another life. Trong quỷ thì người ta cảm thấy sự sợ hãi. One feels right, người ta cảm nhận sự sợ hãi. At self-reproach, sợ hãi về cái sự trừng, sự tự trừng, sự tự, do cái sự tự trách. Ở đây mình dịch at là do ha. Người ta cảm thấy sợ hãi do sự tự trách. The blame of others là sự chỉ trích của người khác. Chastisement là sự trừng phạt. And retribution in another life, và quả báo trong đời sau. Không những là quả phạt quả báo đời này, trừng phạt đời này mà còn quả báo của đời sau nữa. Hiri and Ottapa are regarded as the two dominant factors that rule the world. No civilized society can exist without them. Ở đây mình có danh tính từ là civilized, là có văn minh. À, civilized, đọc lại ha. Civilized. Civilized. Hiri and Ottapa are regarded as the two dominant factors that rule the world. Tam và quỷ được xem như hai yếu tố chủ yếu. Dominant factors, two dominant factors là hai yếu tố chủ yếu that rule the world, nó thống mà nó thống trị thế giới. Mình cho nên từ này mình hay mình từ là gì? Pháp hồ trị thế gian đó. Hai yếu tố chủ yếu nó thống trị thế giới. No civilized society can exist without them. Không có một xã hội văn minh nào. Civilized society là xã hội văn minh mà no, không có một cái xã hội văn minh nào can exist without them, có thể tồn tại mà không có chúng, tức là tam và quỷ. Xã hội văn minh là một cái xã hội mà người ta không làm những cái điều xấu xa, ác độc. Thì hai cái yếu tố tam và quỷ đó là giúp cho mình tránh được những cái điều ác độc ha, xấu xa rồi. Bây giờ mình cố gắng đi thêm một cái Uthachha nữa cho rồi xong cái nhóm bốn cái tấm sở đầu tiên, tức là si vô tam vô quỷ vào trào cử đó, là bốn cái tấm sở bất thiện biến hành ha. Uthachha, up above, to waver, to shake off. Uttasa bhavo uttuchang, uthachang, state of throwing up. It is compared to the disturbed state of a heap of ashes when hit with a stone. It is the unsettled state of mind and is opposed to collectedness, vupassama. As one of the five hindrances, it is the antithesis of sukha, happiness. Ở đây mình có từ Uthachha là phỏng dịch, tiếng Anh dịch là restlessness. Rồi mình có cái từ collectedness. Collectedness là ở đây đó, vì sao ngoài trong cái collect mà trong cái phiên âm là connected, nó sai, mình phải sửa lại là chữ n nha. Connected,
collected, chẳng phải connected. Rồi bây giờ mình đọc lại, à, tiếp theo là chữ, tiếp theo mình cậu xin đổi con từ nữa là antithesis. À, antithesis là sự tương phản. À. Ở đây đó, à, mấy người mà chưa biết đọc Pali đó, mình để ý là chữ uthat là uthat, đây có hai chữ d và một chữ h á. Thì một chữ d đầu tiên là mình đi đọc với chữ u là ut. Còn chữ dh này đó, mình đọc dh hai chữ liền nhau chứ không phải đọc chữ thơ. Có nghĩa đọc uthat cha là không phải mà uthat cha chat 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 dh cha uthat cha cha. Chữ cơ đọc với chữ chơi chứ không phải đọc là chữ cá. Rồi đọc lại ha, uthat cha uthat cha collectedness. Collectedness. Antithesis. À, nhận chữ đầu tiên. À, xin lỗi, nhận chữ thứ hai. Antithesis. Antithesis. Ờ, ha, antithesis. Dịch với chữ the này là không có nhận mình, không có xin lỗi. Chữ thesis mà đọc một mình á, thì là thesis. Nhưng mà khi mà vô đây là thành là ờ. Đọc lại ha. Antithesis. Antithesis. Là sự tương phản ha. Đó. Bây giờ mình đọc của chuyện này, dịch chuyện này. Ở đây là chữ uthacha đó là có hai từ cộng là chữ u cộng với răng cờ động từ căn thụ. Mà chữ u đó có nghĩa là up hay là above. Up là lên và above là phía trên. Và động từ căn thụ có nghĩa là to waver. Waver là dao động. Và shake off. Shake off là rung, nó rung lắc. Nó lắc lư ha. Nó rung chuyển. Thì ở đây đó là có cái từ định nghĩa. Định nghĩa của cái từ uthacha là uthutasa bhavo uthuchang. Như vậy là chữ uthachang là từ hai từ chữ cộng lại là uthutasa bhavo. Mà chữ bhavo là chữ state, là trạng thái ha. Chữ bhavo là trạng thái, tức là chữ state. Và chữ uthutasa là chữ throwing up. State of throwing up. À, như vậy á, uthacha là trào cử, có nghĩa là trạng thái của cái sự việc bị quăng lên. À, trạng thái bị quăng lên. Throw là quăng, up là lên, trạng thái bị quăng lên. It is compared to the disturbed state of a heap of ashes when hit with a stone. Nó được ví với cái trạng thái disturbed là bị quấy động. Trạng thái bị quấy động của một cái đống tro, a heap of ashes. Ash là tro, heap là đống ha, a heap of ashes, một đống tro. À, cái trạng thái bị quấy động của đống tro khi bị ném bởi một cái cục đá. Còn cái đống tro như vậy ha, bây giờ còn đống tro như vậy, mình lấy cục đá mình ném vào cái đống tro đó thì sao? Cái tro nó bay tung lên. Đúng không? À, như vậy đó là cái mà tung lên đó đó, cái tấm nó cứ tung lên đó đó, chỉ chính là uthacha, là trào cử. À. Như vậy dịch lại ha, như vậy trào cử nó được ví như là cái trạng thái bị quấy động của một cái động tro khi bị đụng vào bởi cục đá, viên đá. It is the unsettled state of mind. Unsettled là không ổn định. Settle là ổn định. Unsettled là không ổn định. State of mind là trạng thái tâm. Đó là nó là cái trạng thái tâm không được ổn định. And is opposed to collectedness. Và nó đối nghịch với cái trạng thái tâm an trụ. An trụ trên một đề mục, an trụ trên một đối tượng thì nó không có bị tưng lên nữa. As one of the five hindrances, it is the antithesis of sukha happiness. Khi nó là một trong năm cái triền cãi, hindrances là triền cãi. Khi nó là một trong năm triền cãi, thì nó chính là sự tương phản của sukha hay là lạc.
Khi một người mà ngồi thiền mà có cái trạng thái lạc, ngồi rất là an ổn, không có vừa quầy nữa. Khi mà mình thấy, mình nhớ là có năm thiên chi thì nó có đối trì với năm thiên cái đó. Tâm á, tự năm thiên chi, năm thiên cái đó là gì? Tham dục, sân hận, trào hối, hôn trầm, thị miên và nghi. Rồi bây giờ nhân đây nhắc lại luôn, và ai còn nhớ? Bây giờ là mình đi từng cái, tham thì được đồ điều trị bởi cái gì? Trong năm thiên chi thì mình có là tâm, tử, hỷ, lạc và nhất tâm, hay là định. Và thì tham mà nó được đối trị bởi tâm sở gì, thiên chi nào? Tham dục thì được đối trị bởi cái thiên chi là định hay là nhất tâm. Bởi vì khi mình định vào một chỗ đó thì mình còn nghĩ tới chuyện thích, chuyện này, chuyện kia nữa nữa. Rồi á, thứ hai là sân. Sân thì được đối trị bởi hỷ. Vì khi mà có niềm vui là không có bực bội nữa. Như vậy si, sân là được đối trị bởi tâm thiên chi hỷ. Đến là trào hối. Trào hối thì được đối trị bởi lạc. Khi có lạc thì không còn trào hối. Hôn trầm thì miên thì được đối trị bởi cái gì? Tâm, tử, hỷ, lạc, định. Như vậy đó, tâm á, như vậy là hôn trầm là được đối trị bởi tâm. Là bởi vì sao? Tâm á, tức là hướng tâm về đối tượng. Mà khi hướng tâm về đối tượng, tâm luôn luôn hướng về đối tượng thì nó không còn bị hôn trầm nữa. Khi nào mà tham thiền mà hôn trầm chứng tỏ mình thiếu cái tâm đó, thiếu cái sự tác ý lên đối tượng. Cho nên hôn trầm thì miên thì được đối trị bởi tâm. Và nghi thì được đối trị bởi tứ. Vì sao? Tứ là gì? Bám sát vào đối tượng. Mà khi bám sát thì không còn do dự, nghi tức là do dự phân vân. Mà bây giờ đã bám sát và không còn nghi ngờ nữa. Như vậy là nắm cái thiên chi nó đối trì và nắm cái thiên cái. Thì trong này đó, nó đang khi nó là một thiên chi là bởi vì trào hối nó là thiên chi. Là nó là thiên cái, cho nên khi nó là một trong năm thiên cái thì nó là sự tương phản của lạc. Rồi tiếp theo ha. In some rare instances, uttacca is used in the sense of puffed up state of mind corresponding to concept. Here it is not used in that sense. As a rule, uttacca is differentiated from mana because both of them are treated as sanyojana fetters. Ở đây mình có hai từ mới. Là từ pop up, tỉnh từ, có nghĩa là bị phong lên. Và từ conceit, là tỉnh kiêu ngạo. Conceit hồi nãy có rồi ha. Nhưng mà không ghi vô thôi, bây giờ bỏ lại. Bây giờ đọc lại từ này ha. Pop up. Chữ ed mà đi lần sau chữ f á, chữ f đó thì nó đọc thành âm t. Puffed up. Conceit. Rồi. In some rare instances, trong một số trường hợp hiếm hoi. Rare là hiếm hoi ha. In some là trường hợp. Trong một số trường hợp hiếm hoi, uttacca is used in the sense of puffed-up state of mind, corresponding to conceit. To conceit. Là trong một số trường hợp hiếm hoi đó thì cao cử được dùng, hoặc là uttacca được dùng trong cái nghĩa là trạng thái tâm bị phong lên, bị thổi phong lên. Trạng thái tâm, state of mind là trạng thái tâm puff up, là bị thổi phong lên. Và corresponding to conceit tức là tương đương với kiêu ngạo. Here it is not used in that sense. Ở đây thì nó không được dùng trong cái nghĩa đó. Cái từ uttacca mà xuất hiện trong tâm sở đó thì nó không có được dùng trong nghĩa đó. As a rule, uttacca is differentiated from mana because both of them are treated as sanyojanas fetters. As a rule là thông thường. Thông thường thì uttacca tức là
trào cử nó khác với mạng. Thông thường thì trào cử khác với mạng bởi vì cả hai đều được xem là viết sự. Sangyochana hay là fetus, mình dịch ra tiếng Việt là viết sự. Hai cái này là trong những một số trường hợp thì nó có thể là giống giống nhau, nhưng mà trong trường hợp tâm sở thì nó không thể giống nhau được, vì mỗi cái nó chỉ cho một cái trạng thái tâm khác nhau. Therefore, this moha, ahirika, anuttapa, uttacha that had the list of immoral cetasikas are common to all immoral times of consciousness. Ở đây mình có từ common, có nghĩa là chung hay phổ biến, theo nãy mình có rồi ha, có khỏi cần ha. Bây giờ mình dịch tiếp luôn. These four là bốn tâm sở này. This đó là moha là si, ahirika là vô tâm, anuttapa là vô quỷ và uttacha là trào cử. That had the list, mà nó dẫn đầu cái danh sách. Had là dẫn đầu, had là cái đầu, là danh từ, mà động từ là dẫn đầu. Mà nó dẫn đầu cái danh sách của immoral cetasikas, các cái tâm sở bất thiện. Mà dẫn đầu cái danh sách của các tâm sở bất thiện. Are common to all immoral times of consciousness, nó là chung cho tất cả các tâm bất thiện. Cho nên mình mới gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Rồi, như vậy là mình xong một tiếng rưỡi, mình đã đi qua bốn tâm sở thôi. Si, vô tam, vô quỷ và trào cử. Bốn cái anh này đó. Bốn cái anh này là thôi. Vô cùng khó. Tại khi nào mà tự bậc A-la-hẳn mà diệt hết đó. Nó đang là bản thân của mình đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nửa tiếng còn lại là cho cái phần thảo luận. Y đàng nô nhân ti nang ho tu su ki ta hân tu nhang ta yo y đàng nô nhang ti nang ho tu su ki ta hân tu nhang ta yo y đàng nô nhang ti nang ho tu su ki ta hân tu nhang ta yo idang watame punyang asavakaya vahang hotu. Sadhu, sadhu.